cứ đè xong chân đạp, cứ đè nổ máy lên ô nực. Sau vài giây do dự thì người đàn ông quyết định dắt bộ vì xe chết máy. Mưa lớn cả ngày khiến nhiều tuyến phố tại Hà Nội như quốc lộ 6 ở quận Hà Đông, đường Tô Hữu, Triều Khúc ở quận Thanh Xuân và đại lộ Thăng Long ở quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội ngập nước, các phương tiện gặp khó khăn khi di chuyển. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 nên ngày 23 tháng 7 năm 2024, nhiều nơi tại Hà Nội mưa vừa, mưa to đến rất to. Thống kê của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội cho biết, nhiều nơi tại thủ đô đã ghi nhận lượng mưa trên 100mm, có nơi trên 150mm như Yên Nghĩa, khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông hay phường Yên Sở ở huyện Thanh Trì. Tại phố Triều Khúc, nhiều đoạn ngập khoảng 25cm, nước mưa ngập nửa bánh xe khiến nhiều người di chuyển khó khăn. Đây là nơi được người dân gọi vui với cái tên Vịnh Triều Khúc bởi cứ mưa là ngập. Tại khu vực quốc lộ 6 và đại lộ Thăng Long, nhiều đoạn ngập kéo dài cả 100m khiến các phương tiện không thể di chuyển qua. Mặc dù có lực lượng chức năng túc trực và cắm biển hướng dẫn khu vực ngập nặng, nhưng một số người dân vẫn vượt qua khu vực ngập dẫn đến chết máy. Cơ quan khí tượng dự báo ngày 24 tháng 7, Hà Nội tiếp tục có mưa lớn do vẫn chịu ảnh hưởng từ hoàn lưu của bão số 2. Cũng theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, đêm 23 và ngày 24 tháng 7, từ Bình Định đến Bình Thuận, giữa Biển Đông và phía Bắc của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm phía Bắc quần đảo Trường Sa, có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Vùng biển phía Đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông, phía Bắc của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Trường Sa, Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo đêm 24 và ngày 25 tháng 7, vùng biển từ Bình Định đến Bình Thuận có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển ở cấp 2, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực này đều có nguy cơ cao, chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình mưa bão trong các bản tin sau. Đường 345, có đập tràn này là nước đang chảy rất là xiết. Các lực lượng chức năng dân phòng của phường cũng trăng dây và cảnh báo cho các phương tiện. Do ảnh hưởng của bão số 2, nhiều tuyến đường đã bị ngập lụt sạt lở khiến các phương tiện không thể lưu thông. Sau khi đổ bộ vào tỉnh Quảng Ninh, bão số 2 có tên quốc tế là Prapirun suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, gây gió mạnh 60 km/h, tức cấp 7 và mưa to ở nhiều tỉnh thành khu vực phía Bắc. Mưa lớn đã làm cho nhiều tuyến đường bị ngập lụt, cây đổ, sạt lở. Cục Cảnh sát Giao thông đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Giao thông tập trung khắc phục thiệt hại sau bão và rà soát các điểm sạt lở, ngầm tràn để hướng dẫn, phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông. Ghi nhận tại tỉnh Quảng Ninh, lực lượng Cảnh sát Giao thông phối hợp cùng lực lượng khác để chốt chặn tại các khu vực ngầm tràn, không cho người dân qua lại để đảm bảo an toàn, đồng thời dọn dẹp đất đá bị sạt lở, thu dọn cây cối gãy đổ, đồng thời bố trí cán bộ chiến sĩ dùng xe chuyên dụng vừa tuần tra cơ động, vừa phát loa hướng dẫn tài xế tham gia giao thông an toàn trong điều kiện mưa, tầm nhìn hạn chế. Mưa lớn đã làm nhiều tuyến đường ở các vùng núi phía Bắc bị sạt lở, nước cuốn với cường độ mạnh đã cuốn trôi nhiều đất đá gây nguy hiểm đến tính mạng người tham gia giao thông. Tại Lào Cai, nhiều điểm trên quốc lộ 4D bị sạt lở nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Lực lượng Cảnh sát Giao thông đã phối hợp với lực lượng chức năng cấm đường, cảnh báo và hướng dẫn, điều tiết cho các phương tiện di chuyển trên tuyến đường tỉnh 155, đường tránh quốc lộ 4D, đảm bảo an toàn trong quá trình thi công khắc phục sửa chữa. Thông tin từ đại diện Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, trước diễn biến phức tạp của mùa mưa bão, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát Giao thông đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Giao thông, nhất là các địa phương vùng núi phía Bắc chủ động rà soát các điểm có nguy cơ ngập lụt, sạt lở để cảnh báo, cấm đường khi cần thiết và hướng dẫn người tham gia giao thông chọn lộ trình khác cho phù hợp. Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát Giao thông còn tăng cường tuần tra lưu động để nhắc nhở người tham gia giao thông khi lưu thông trong điều kiện thời tiết xấu cần tập trung quan sát, đi đúng tốc độ phần đường, làn đường, giữ khoảng cách an toàn và không chuyển hướng đột ngột để phòng tránh tai nạn. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình mưa bão cho các bản tin sau. Ngày 23 tháng 7, ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận vụ nghi bị ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn trưa tại công ty trách nhiệm hữu hạn Pinyuan Việt Nam, khu công nghiệp Nam Đồng Phú, vào trưa cùng ngày đang được cấp cứu, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đồng Phú. Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ cùng ngày, Trung tâm Y tế huyện Đồng Phú liên tục tiếp nhận số lượng lớn bệnh nhân với các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm tại công ty trách nhiệm hữu hạn Pinyuan Việt Nam. Trên này ăn cơm với sườn kho dứa, ăn canh bí, ăn là chỉ thấy nó ăn dứa em chỉ thấy nó chua thôi. Với lại sau lúc ăn cơm một khoảng nửa tiếng là em bị đau bụng, cái buồn nôn với lại chóng mặt. Ăn cơm. Có cải luộc rồi
sườn sườn kho, sườn kho thơm. Ăn cái muỗng cơm đầu thì mình nghe nó mùi hôi, mình cứ nghĩ là cái mùi hôi của cơm thôi, cơm hộp nó ra mùi hôi á. Nên là mình ăn muỗng thứ hai thì mình thấy mùi cơm nó rất là xanh, xanh mà nó nhớt nhớt, nó hôi, mùi cái mùi hôi là đi là cái mùi cơm cũ. Thì ngồi chung đông quá, nước đại luôn, sợ ngã ra người ta ngớm kia, em nước đại luôn. Thì xong khoảng 10 phút, 15 phút sau là giống em nó cảm thấy nó mệt, nó nhợn, nó mùi nôn, mất ói. Em nói là xong một chút xíu sau là em thấy em cái người em nó cảm giác nó tê cái bụng luôn, phần bụng và phần miệng em cũng tê, mà tay em cũng tê luôn. Đến khoảng 17 giờ chiều ngày 23 tháng 7, Trung tâm Y tế huyện Đồng Phú đã tiếp nhận 63 ca. Hiện tại, tình trạng của người bệnh đã ổn định, đang theo dõi và điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đồng Phú là 48 ca, có 15 ca nhẹ, đã ổn, được cho về theo dõi. Theo ghi nhận của báo Thanh Niên, nhiều công nhân vẫn đang được điều trị tại khoa hồi sức cấp cứu thuộc Trung tâm Y tế huyện Đồng Phú, được truyền nước và các y bác sĩ thăm khám. Trong số đó, có nhiều người vẫn ôm bụng vì đau, mệt mỏi, mất sức. Sau khi nghe được thông tin một số công nhân ăn cơm buổi trưa tại công ty bắt đầu bị ngộ độc, tôi đã lập tức chỉ đạo các lực lượng, có y tế và công an vào cuộc. Tại trung tâm y tế thì tôi hiện nay đang tiếp nhận trên 40 công nhân có cái triệu chứng ngộ độc, đang tích cực để chỉ đạo các lực lượng y tế để các thủ tục làm rồi xong này hồi sức cho các công nhân, và bên cạnh đó là chỉ đạo lực lượng công an là làm rõ vụ việc. Ngày 23 tháng 7 năm 2024, thông tin từ đồn biên phòng Nhật Lệ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cho biết, đợt mưa dông khuya 22 tháng 7 đã gây tai nạn cho 3 tàu cá tại khu vực cửa biển Nhật Lệ. Trước đó, vào lúc 23 giờ ngày 22 tháng 7, đơn vị nhận được thông tin tàu cá của ông Trần Viết Tình và tàu cá của ông Nguyễn Ngọc Cường cùng hành nghề câu mực. Khi quay vào bờ, cách cửa Nhật Lệ khoảng 500 mét thì gặp mưa dông. Cả hai chiếc thuyền bị sóng đánh khiến ông Tình và ông Cường rơi xuống biển. Rất may cả hai người dân đều bơi được vào bờ. Đến ngày 23 tháng 7, người dân cùng cơ quan chức năng đã tiếp cận đưa hai chiếc tàu vào bờ. Cũng vào đêm 22 tháng 7, tàu cá do ông Phạm Ngư ở xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình làm thuyền trưởng cùng 3 thuyền viên neo cách cửa Nhật Lệ khoảng 800 mét thì bị sóng đánh, đứt dây neo và trôi vào mắc cạn ở bờ biển thôn Mỹ Cảnh, xã Bảo Ninh. Sau khi tiếp nhận các thông tin, đơn vị đã kịp thời động viên ngư dân, cử lực lượng đến hiện trường, phối hợp với gia đình địa phương hỗ trợ ngư dân cứu kéo phương tiện, mang vật chất và trang thiết bị lên bờ.